Con Công Đồ Áo Đỏ. Dạ, con chào cha, chào Công Đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Hồng. Con ở giáo xứ Đồng Lèn, địa phận Vinh, Nghệ An. Hôm nay con đến làm chứng cho Chúa ba ơn. Ơn thứ nhất là về chồng con. Chồng con bị năm 2013, chồng con bị thoát vị để đêm. Nhưng mà đi bệnh viện nào bác sĩ cũng nói phải mổ. Nhưng mà trong thời gian đó là tụi con không có tiền để mổ, thì mẹ chồng con ở nhà là đọc kinh sáng tối, trưa thì sáng thì tối là đã đọc kinh sáng tối thì được ơn Chúa đã chữa lành cho chồng con. Rồi ơn thứ hai. Ơn thứ hai là mẹ chồng con không ai bị tai nạn là chết rồi, sau rồi chồng con và chị dâu xuống nhà thờ và cầu nguyện và được Chúa được cho mẹ con sống lại ạ, có chết sống lại ạ. Con đến tạ ơn Chúa. Rồi ơn thứ ba. Ơn thứ ba là về phần con là người tình tại, con là người đạo theo, nhưng mà con đạo gốc là đạo gì? Bên Lương ạ. Đạo gì? Con người Bên Lương ạ. Đạo gì? Con không theo đạo nào cả. Dạ. Chồng con là bị bệnh con rất nhiều bệnh lắm, nhưng mà con bị bệnh sỏi thận hai bên, tim mạch phổi hai bên, là con đi khấn lòng thương xót của Chúa và Chúa đã chữa lành hai bệnh cho con ạ. Còn những bệnh Hallelujah. Thưa chị em, có những cái chết gọi là cái chết lâm sàng, là người ta tưởng là chết thật, người ta đem xuống nhà xác rồi. Như là có một đức cha ở Việt Nam cũng vậy, nên lúc mà chưa làm đức cha đó thì tưởng chết đưa nhà xác rồi, mà cuối cùng tính là bỏ vào trong cái tủ, thế tự nhiên cái ngón chân cái của ngài mới nhúc nhích, thì người ta mới đem lên mà sơ cứu lại, và cuối cùng ngài đã được cứu sống. Nếu mà không thì bỏ vào trong cái tủ đá là coi như tiêu rồi. Cho nên cái chuyện mà chị bảo là chết sống lại là theo nghĩa là chết lâm sàng. Cho nên là anh chị em nghe đừng có ngạc nhiên những chuyện đó có thể xảy ra. Tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là một người tân tòng, gốc Bên Lương. Tặng cho con tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Và đây là cha tặng cho con đây, người Bên Lương ơi. Bên Lương ơi, Bên Lương. Đây là ảnh lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho gia đình chúng con. Rồi. Còn con